ngoại hành tinh là những hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời. Chúng cũng thuộc một hệ hành tinh, nhưng đi theo quỹ đạo của một ngôi sao, hố đen hay một hành tinh khác, thay vì đi theo quỹ đạo của mặt trời. Từ vài thế kỷ trước, sự tồn tại của ngoại hành tinh chỉ là điều suy đoán. Không ai biết có bao nhiêu ngoại hành tinh, cũng không ai biết chúng có giống các hành tinh trong hệ mặt trời hay không. Phải đến đầu thập niên 1990, các nhà thiên văn học mới phát hiện ra ngoại hành tinh đầu tiên bên ngoài hệ mặt trời. Kể từ đó đến nay, danh sách các ngoại hành tinh đã tăng lên nhanh chóng. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, các nhà khoa học đã phát hiện và xác nhận sự tồn tại của 5.284 ngoại hành tinh. Việc khám phá ra những ngoại hành tinh này luôn đặt ra những câu hỏi ngỏ cho các nhà khoa học, không biết sự sống kiểu trái đất có tồn tại ở trên đó hay không. Mới đây, câu hỏi ấy lại được nhắc lại khi giới thiên văn phát hiện hai ngoại hành tinh vô cùng đặc biệt. Chúng dường như được bao phủ bởi rất nhiều nước, một trong những điều kiện lý tưởng cho sự sống sinh sôi và phát triển. Vậy hai ngoại hành tinh đó là gì? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Theo dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA, ước tính trong dải ngân hà của chúng ta có hơn 1.000 tỷ ngoại hành tinh. Trong số đó, có không ít những hành tinh có kích thước tương đương trái đất nằm trong vùng có thể sinh sống của sao chủ. Tuy nhiên, tính đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về sự sống ngoài trái đất. Họ vẫn đang hướng đến việc tìm kiếm những hành tinh có điều kiện sống tương tự trái đất, như có một bầu khí quyển dày nằm trong vùng có thể ở được của sao chủ, nơi nước lỏng có thể tồn tại để sự sống phát triển, v.v. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà nghiên cứu ở Đại học Montreal, Canada đã phát hiện ra hai ngoại hành tinh vô cùng đặc biệt. Chúng dường như chứa nước lỏng trên bề mặt. Hai ngoại hành tinh này không phải quá xa lạ với chúng ta. Chúng là hai trong số ba ngoại hành tinh của hệ sao Kepler-138. Đây là một sao lùn đỏ khá mát, nằm ở hướng tròm sao Thiên Cầm, cách trái đất 218 năm ánh sáng. Hai ngoại hành tinh có khả năng chứa nước lỏng mà các nhà khoa học công bố được đặt tên là Kepler-138c và Kepler-138d. Đây là hai hành tinh phía bên ngoài của ngôi sao. Theo những dữ liệu mà Kepler thu được từ năm 2014, các nhà khoa học cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ xuất hiện trên hai ngoại hành tinh. Bởi vậy, họ đã quyết định xem lại hai hành tinh bằng kính viễn vọng không gian Hubble và kính viễn vọng không gian Spitzer với hy vọng hiểu rõ hơn về hai thế giới xa xôi và cấu tạo của chúng. Thật bất ngờ, kết quả đã làm các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên. Sau khi phân tích dữ liệu, họ kết luận rằng cả hai ngoại hành tinh có thể có cấu tạo chủ yếu là nước. Nói là có thể, bởi các nhà khoa học vẫn chưa thể chắc chắn 100% rằng những hành tinh này có thực sự chứa nước hay không. Vì khoảng cách là rất xa, 218 năm ánh sáng, nên họ không thể trực tiếp phát hiện ra nước trên hành tinh. Nhưng nhờ vào tính toán về mật độ vật chất cấu tạo nên hai hành tinh, bởi vậy họ đưa ra kết luận. Theo đó, mỗi hành tinh có thể tích gấp 3 lần trái đất, nhưng khối lượng của chúng chỉ gấp đôi. Điều này có nghĩa, mật độ vật chất của chúng thấp hơn nhiều so với hành tinh của chúng ta. Mật độ vật chất thấp gợi ý rằng, có tới một nửa thế giới được tạo thành từ thứ gì đó, nặng hơn hydro và heli của những hành tinh khí khổng lồ, nhưng nhẹ hơn đá. Trong trường hợp này, nước là ứng cử viên sáng giá nhất. Bjorn Beneke, nhà vật lý thiên văn hành tinh tại Đại học de Montreal, Canada, là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Trước đây chúng tôi nghĩ rằng các hành tinh lớn hơn trái đất một chút là những quả bóng kim loại và đá lớn, giống như các phiên bản thu nhỏ của trái đất. Và đó là lý do tại sao chúng tôi gọi chúng là siêu trái đất. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Kepler-138c và D có bản chất hoàn toàn khác biệt. Một phần lớn trong toàn bộ thể tích của chúng có khả năng là nước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát các hành tinh có thể được xác định một cách tự tin là thế giới nước.
một loại hành tinh đã được các nhà thiên văn học đưa ra giả thuyết tồn tại trong một thời gian dài. Theo các dữ liệu cho thấy, ngôi sao Kepler-138 có 3 hành tinh quay quanh. Hành tinh phía trong cùng được đặt tên là Kepler-138b. Đây là một hành tinh đất đá khá nhỏ, bán kính của nó chỉ bằng khoảng 64% bán kính trái đất. Nó nằm cách sao chủ khoảng 0,075 đơn vị thiên văn AU, tương đương 11,2 triệu km. Ở khoảng cách này, Kepler-138b chỉ mất khoảng 10,3 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Tất nhiên, Kepler-138b không phải là hành tinh mà các nhà khoa học quan tâm, bởi nó không nằm trong vùng hỗ trợ sự sống của sao chủ và mật độ vật chất của nó rất cao. Nó chỉ là một hành tinh đất đá thông thường. Đi ra phía ngoài, cách sao chủ khoảng 0,09 AU, tương đương 13,5 triệu km. Đó là khu vực quỹ đạo của hành tinh Kepler-138c. Ở khoảng cách này, hành tinh mất khoảng 13,8 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên Kepler-138c chỉ tương đương 13,8 ngày trên trái đất mà thôi. Phân tích kỹ hơn, các nhà khoa học nhận thấy, Kepler-138c có bán kính gấp khoảng 1,51 lần bán kính trái đất, nhưng khối lượng của nó chỉ gấp 2,3 lần khối lượng trái đất. Bởi vậy, khả năng cao, hành tinh Kepler-138c là một hành tinh chứa nhiều nước. Còn ở phía ngoài cùng, cách sao chủ khoảng 0,18 đơn vị thiên văn AU, tương đương 27 triệu km, đó là hành tinh Kepler-138d. Với khoảng cách này, hành tinh mất khoảng 38,2 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo, tức một năm trên Kepler-138d chỉ tương đương 38,2 ngày trên trái đất. Cũng giống như hành tinh Kepler-138c, hành tinh Kepler-138d cũng là một siêu trái đất. Nó có bán kính tương đương nhau, gấp khoảng 1,51 lần bán kính trái đất, nhưng khối lượng của nó chỉ gấp 2,1 lần khối lượng trái đất mà thôi. Với khối lượng này, Kepler-138d còn có khối lượng nhẹ hơn cả Kepler-138c. Nhiều nhà khoa học dự đoán Kepler-138d có thể chứa nhiều nước hơn. Việc phát hiện các thế giới có khả năng chứa nước là một điều tuyệt vời với giới nghiên cứu. Có nước cũng đồng nghĩa với việc có điều kiện cần cho sự sống phát triển. Vấn đề còn lại là nguồn năng lượng đủ ấm để cho nước tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt, kèm theo đó là hợp chất hữu cơ. Tất cả sẽ tạo ra một hệ sinh thái cho sự sống phát triển. Với Kepler-138c và D, khi tính toán về khối lượng vật chất, chúng đều có khả năng chứa rất nhiều nước. Nhưng do chúng ở khá gần sao chủ, nên nhiệt lượng trên các hành tinh này không hề mát mẻ. Các nhà khoa học dự đoán, với khoảng cách của Kepler-138c và D, rất có thể nhiệt độ trong bầu khí quyển của chúng cao hơn nhiệt độ sôi của nước. Nhưng nếu cả hai hành tinh đều có một bầu khí quyển dày đặc, nước lỏng chắc chắn sẽ tồn tại trên bề mặt của chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể phân tích được bầu khí quyển của hai ngoại hành tinh. Có lẽ do chúng ở quá xa, cách trái đất 218 năm ánh sáng, nên việc quan sát và phân tích gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, việc nước lỏng tồn tại trên hai hành tinh này mới chỉ dừng lại ở việc dự đoán mà thôi. Có một điều thú vị đó là, trong quá trình nghiên cứu hai hành tinh Kepler-138c và D, các nhà khoa học còn tình cờ phát hiện dấu vết của một thế giới khác, quay quanh ngôi sao ở khoảng cách xa hơn. Nó mất 38 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Theo tính toán, nếu một hành tinh nào đó xuất hiện ở vị trí này, nó chắc chắn là một hành tinh ôn đới. Khi đó, nước lỏng sẽ tồn tại trên bề mặt. Nhưng các nhà khoa học chưa chắc chắn đó có phải là hành tinh hay không. Họ cần thêm những quan sát và bằng chứng trước khi khẳng định đó là một ngoại hành tinh. Nếu hành tinh thứ tư này tồn tại, nó sẽ được đặt tên là Kepler-138e. Khi đó, nó sẽ trở thành hành tinh tiềm năng nhất cho sự sống ở xung quanh ngôi sao lùn đỏ Kepler-138. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ có thêm nhiều phát hiện mới để giúp họ sớm khẳng định hệ hành tinh Kepler-138 có đủ điều kiện cho sự sống phát triển hay không. Đến đây, video của Tốt Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, như thường lệ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình
để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.